Netizen Trung Quốc thắc mắc, tại sao người Việt Nam có thể nhàn rỗi ngồi uống nước, nhảy nhót, ăn uống thảnh thơi như vậy? Các bạn thân mến, Ad vô tình xem được một vài video ngắn của một người Trung Quốc đã đăng tải lên mạng xã hội Douyin Trung Quốc. Video đầu tiên, tác giả này giới thiệu, trên đường phố Hà Nội, Việt Nam, một nhóm thanh niên ngồi uống cà phê trò chuyện cùng nhau. Trong video là khung cảnh những nam thanh nữ tú Việt Nam đang ngồi uống nước nhàn nhã tại quán cà phê, vừa ăn uống vừa nói chuyện. Video tiếp theo là hình ảnh nhảy múa hết sức sôi động của các thanh niên và các cô Việt Nam trên phố đi bộ Hà Nội. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. Video cuối cùng là khung cảnh chợ đêm tại phố cổ. Không chỉ có người Việt Nam mà còn rất nhiều du khách nước ngoài đang thưởng thức bữa tối trên những chiếc bàn ghế nhỏ. Bên cạnh là dòng người đi lại vô cùng tấp nập. Xem những video này thì người Trung Quốc không khỏi thắc mắc, tại sao người Việt Nam có thể sống nhàn rỗi như vậy, ăn ăn uống uống, nhảy nhót hát hò như không có tí áp lực cuộc sống nào. Vậy người Trung Quốc đã bình luận những gì bên dưới những video này? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhé! Họ thực sự giàu có và tôi vẫn đang đi giao đồ ăn. Đó có phải là một kỳ nghỉ không hay là ngày gì nhàn rỗi như vậy? Cuộc sống ở Việt Nam thực sự bình thường, một tách trà đá, một đĩa hạt dưa, một chiếc ghế đẩu, một người ngồi ngắm những người phụ nữ xinh đẹp và có thể ngồi cả ngày. Đây là vùng đất tràn ngập sức sống, hãy nhìn trong nước của chúng ta, tử khí trầm trầm. Tử khí trầm trầm nghĩa là thiếu sức sống. Tại bãi biển Nha Trang, đã qua 4 giờ sáng và bãi biển đầy những người đang múa thái cực quyền, chạy, nhảy và chơi bóng chuyền. Tôi đã rất kinh ngạc khi thấy điều đó ở Việt Nam. Sống ở Việt Nam như mở ra một chân trời mới tràn đầy sức sống từ trẻ em, thanh niên và người già. Bầu không khí thoải mái và thư thái, khác hẳn với bầu không khí căng thẳng đầy áp lực trong nước. Nếu có cơ hội, tôi thật sự muốn sống ở một môi trường như vậy. Có bao nhiêu người không thích đất nước này như tôi? Nó là hòn đá chặn đường của chúng ta. Video này là để thể hiện cuộc sống của những người dân Việt Nam bình thường. Bạn không cần phải cố làm lố lên đến mức độ hận nước thù nhà. Những người trẻ tuổi ở nước ngoài nhảy múa trên đường phố và ở Trung Quốc chỉ có mấy bà dì nhảy nhót. Còn sức sống và niềm đam mê của chàng trai trẻ nghèo thì sao? Những người trẻ tuổi bận rộn kiếm tiền, mua ô tô, mua nhà và hỗ trợ gia đình. Việt Nam ngày càng có phong cách phương Tây, ngày càng cởi mở và văn minh hơn. Thật tốt, ở Trung Quốc, tôi chỉ có thể nhìn thấy mấy bà dì nhảy múa trên quảng trường và không có bất kỳ cảm giác thẩm mỹ nào cả. Tác động của chế độ thực dân ở Việt Nam rất sâu rộng và vẫn tiếp tục như vậy cho đến ngày nay. Vì chế độ ăn uống, người Việt Nam có vóc dáng đẹp, tuy nắng gay gắt nhưng lại chú ý chống nắng nên da trắng. Tôi cảm thấy như tất cả họ đều là người Trung Quốc, người Việt Nam không trắng được như thế này đâu. Người Việt Nam tại sao lại trắng như vậy? Không phải trên mạng đều nói người Việt Nam đen, lùn, gầy, nhỏ, mũi tẹt, miệng hô và xấu xí sao? Những người bình thường trong video này đều có ngoại hình đẹp, thậm chí họ ăn mặc thời trang và sành điệu hơn so với người bình thường trên đường phố Trung Quốc. Họ nhìn giống người Trung Quốc hơn, ở Việt Nam nắng nóng, Việt Nam là nước nhiệt đới, không có mùa đông. Chắc chắn người Việt Nam đều da đen và không thể có người có làn da trắng. Phong cách của người Việt Nam khá thoải mái, thường mặc áo phông và đi dép lê. Tôi tiếp xúc với người Việt Nam và nhận thấy họ khá dễ tính và thân thiện. Họ không coi trọng về bề ngoài như người Hàn Quốc và có nhiều người đẹp tự nhiên hơn. Môi trường sống tại Việt Nam cũng khá thoải mái, ít áp lực cuộc sống và áp lực xã hội hơn. Nhiều người cho rằng việc nói Việt Nam có chỉ số hạnh phúc cao là đang thổi phồng về Việt Nam. Tuy nhiên bạn phải sống ở đây một thời gian, bạn mới hiểu đây đều là sự thật. Việt Nam đang bị choáng ngợp bởi văn hóa phương Tây. Người Việt Nam thích hưởng thụ và lười biếng, khác với người Trung Quốc. Nhiều người cho rằng hưởng thụ như vậy là lười biếng và lấy tiêu chuẩn của người Trung Quốc để đánh giá người khác. Người Việt Nam sẽ cho rằng người Trung Quốc làm việc bán mạng và không có ngày nghỉ. Nếu không phải vì hoàn cảnh ép buộc, ai muốn làm việc bán mạng và cuối cùng chỉ còn lại bệnh tật. Tôi làm bao nhiêu năm cũng không mua nổi một căn nhà. Tôi bảo đảm một người Trung Quốc bình thường nếu sống ở Việt Nam một thời gian chắc chắn cũng sẽ đi uống cà phê, ăn uống và hát hò như người Việt Nam mà thôi. Đừng cho rằng chỉ có người Trung Quốc chăm chỉ,
còn người khác là lười biếng. Do hoàn cảnh ép buộc bạn phải chăm chỉ mà thôi. Người nghèo không vui vẻ thì ai vui vẻ? Nếu bạn đã từng đến Việt Nam, bạn sẽ biết rằng người Việt Nam không nghèo như bạn nghĩ, ngoại trừ các khu vực miền núi. Bên đó là người dân giàu và đất nước nghèo, và chúng ta thì ngược lại. Năm 2017 đi Hà Nội, thực sự cảm thấy tràn đầy năng lượng. Xin lỗi, tôi không có trình độ học vấn cao. Đây là thành phố nào ở Việt Nam? Tại sao tất cả đều là những cây trồng ở phía Bắc? Cây cối ở phía Nam không như thế này. Đừng nói với tôi đây là trong nước nhé. Tôi đã đến Việt Nam và cảm thấy rất đa dạng, kiến trúc phong phú và thú vị, và thức ăn ngon rất nhiều. Sinh viên Việt Nam tại Sydney nói tiếng Anh rất tốt, nói và viết rất tốt, làm việc chăm chỉ hơn hầu hết sinh viên Trung Quốc. Việt Nam đã thực hiện một con đường tương tự như Nhật Bản, ly khai khỏi châu Á và thâm nhập vào châu Âu. Đừng nhìn nền kinh tế lạc hậu so với chúng ta, nhưng cuộc sống thời thượng hơn chúng ta. Khi tôi ở thành phố Hồ Chí Minh, tôi thấy không khí đường phố thực sự rất giản dị, với những người trẻ chơi guitar và hát trên cầu, trượt ván trên đường phố, những người theo đạo hát trước nhà thờ và những người bình thường ngồi trên sàn nhà, với những tờ báo, ăn trái cây và uống trà. Nó đã đảo lộn trí tưởng tượng của tôi về Việt Nam. Nhiều người vẫn nghĩ rằng người Việt Nam sống một cuộc sống tồi tệ, nhưng trên thực tế, cải cách và mở cửa của Việt Nam sâu sắc hơn và Việt Nam sẽ làm bạn ngạc nhiên. Chỉ có người già trong nước mới có tâm trạng và có thời gian nhảy múa trên đường phố. Việt Nam siêu yêu thích thể dục. Khi đi du lịch tôi thấy có rất nhiều phòng tập thể dục và quán cà phê. Đã đến Việt Nam, không nghèo như tôi nghĩ trước khi đi. Tôi muốn biết tổ yến ở Việt Nam có rẻ không và tại sao đồng nghiệp Việt Nam của tôi uống một chai tổ yến mỗi ngày đặt tại Singapore. Nó không rẻ, đồng nghiệp của tôi cũng uống nó thường xuyên. Giá rẻ là 50 đô la Singapore một chai, đắt tiền là 98 đô la Singapore, nhưng tôi không biết nguồn gốc. Chẳng phải Việt Nam rất nghèo sao? Mức độ cải cách ở Việt Nam thậm chí còn sâu sắc hơn chúng ta. Nghèo là có lý do, người trẻ không kiếm tiền, tất cả họ đều đi nhảy nhót. Việt Nam đã đi trước Trung Quốc trong một số khía cạnh cải cách. Dường như đã đến lúc phải thay đổi nhận thức về đất nước Việt Nam rồi. Ngành công nghiệp sản xuất của Việt Nam thực sự đã có một chút mạnh mẽ trong những năm gần đây và Trung Quốc không thể đánh giá thấp đất nước này, đặc biệt là tỷ lệ dân số của đất nước này trẻ hơn. Một lần nữa chứng minh đường lối của Trung Quốc là chính xác và Việt Nam là quốc gia ở Đông Nam Á có khả năng bắt chước Trung Quốc nhất. Nói chính xác với bạn, Việt Nam học hỏi từ Trung Quốc nhưng nó không sao chép và tích hợp các đặc điểm riêng của mình. Những người nói rằng họ đang học hỏi từ Trung Quốc nên có một sự hiểu biết tốt về mô hình phân chia quyền lực hiện nay ở Việt Nam. Việt Nam là mô hình gia công OEM và nó cũng đang tận dụng lợi thế của sự nâng cấp kinh tế của Trung Quốc, chi phí lao động tăng và chuyển giao công nghiệp. Nó không thể thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình và trở thành nước phát triển với mô hình này. Ồ, tôi đoán Việt Nam còn chưa phải là giai đoạn bẫy trung bình đó. Ngành công nghiệp công nghệ cao của chúng ta chưa phát triển, nhưng ngành thâm dụng lao động đã dần chuyển sang Việt Nam và vị thế công xưởng của thế giới sắp thay đổi. Tương lai của chúng ta ở đâu? Khu vực bình luận có một vài con ếch ngồi đáy giếng. Hãy đi và xem những phát triển gần đây ở Việt Nam. Có thể nói rằng họ là một trong những quốc gia hứa hẹn nhất ở châu Á vào lúc này. Nền kinh tế công nghiệp cũng giống như chúng ta trong những năm 2000 và nền kinh tế đang phát triển nhanh chóng. Con đường của các nước tư bản chủ nghĩa không còn phù hợp và sự thịnh vượng của chủ nghĩa tư bản đòi hỏi sự tích lũy của cải khổng lồ như Anh kiếm được tài sản nhờ thuộc địa và Hoa Kỳ là chiến tranh và dầu mỏ. Các nguồn lực xã hội hiện tại không còn cho phép sự xuất hiện của các nước tư bản phát triển mới. Các quốc gia không có bất kỳ công nghệ cốt lõi nào, chỉ có thể dựa vào du lịch và khi các điểm tham quan truyền thống không thể thu hút mọi người, họ chỉ có thể dựa vào những người có ảnh hưởng trên mạng. Ngành công nghiệp Việt Nam đang phát triển như điên, hãy đi ra ngoài và ngắm nhìn thế giới bên ngoài. Bây giờ có rất nhiều công xưởng trong nước chọn chuyển về Việt Nam hoặc xây dựng những cái mới ở Việt Nam bởi vì giá nhân công rẻ, vị trí địa lý phù hợp và cảng có lợi thế. Có rất nhiều dư địa để phát triển kinh tế, còn môi trường trong nước đã bão hòa rồi.
Trên đây là một vài bình luận của người Trung Quốc khi thấy cuộc sống sinh hoạt bình thường của người dân Việt Nam, nhưng netizen Trung Quốc vẫn phải liên hệ với ngành công nghiệp của Việt Nam. Các bạn thấy những bình luận phía trên như thế nào? Hãy comment quan điểm của bạn nhé! Cảm ơn các bạn đã xem hết video này và hẹn gặp lại các bạn ở những nội dung tiếp theo.